Hóa ra là cái bọn Kiều là rất chi là biết hưởng này, nó cứ đứng cái chỗ cái máy nhạc này, nó hơi nó tưởng nhạc này. Bắt đầu mình tưởng tổ chim. Bắt đầu mình tưởng tổ chim chứ không phải đây là cái máy phát nhạc. Ôi, nó ăn Đang cỏ, ăn cỏ xong nghe nhạc các bạn ạ. đang chơi cỏ. Con Ui. này hàm ăn đấy nha. Ui, ui. Run rẩy thế. Không, chia tay này, người ta bỏ để ăn tay này. Ui, Để ăn tay, chia tay này. ui, con này nó đói. Con này nó đói, nó hổ hỏi lắm. Ui. Đúng là kiều này chắc là cho nhịn đói luôn. Ui, Con này sợ giống như thế kiểu là nhịn đói mấy năm rồi ấy. Mày để tay này nào. Thì lại nhảy vào nó dẫm cho một phát, một dẫm. Đẹp thế nha. À. Đeo kính cho Kiều. Hoài ơi, ngày ngày mình đi khám phá đồi Kiều nhá, đồi Kiều ở Kangnung của Hàn Quốc, xem có những cái gì nhá. Một địa điểm rất chi là nổi tiếng ở Kangnung, ở thuộc tỉnh Kangwon Tô. Bây giờ cùng anh em mình đi khám phá nhá. Bắt đầu đi vào, anh em mình sẽ đi mua vé. Uống nước dừa luôn này. Lại lần đầu tiên đi cái đồi Kiều ấy. Phải Xem đi đồi Kiều lần nào chưa? Em chưa. Trông con Thế cừu trông nó lên dữ đến nào. vé sao nhỉ? Không phải mua vé thôi hay là lên đến đỉnh kia? Có phải mua vé mà. Hôm nay em mình sẽ đi bắt một con cừu về tí làm BBQ. Đây Đây mình phải đi đi đây. bên chỗ này này. Đây. Đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều các bạn ạ. Vé của người lớn là 9.000 won, tương đương với gần 180.000, trẻ trẻ em thì là 7.000 won, tương đương với lại 140. Ồ, hình như đi theo đoàn rẻ hơn này, cái group này. Nếu mà đi theo đoàn thì nó sẽ được rẻ hơn. Anh em mình chắc cũng đi theo đoàn. Okay. Yên cũng nè, yên cũng mềm. Nè, sơ lên. 53,000원입니다. 철회가 완료됐습니다. 먹이 주기 하실 거면 위에 체압장에서 검진을 보여주세요. 네. 맞습니다. Cảm Anh mình vừa mới mua vé xong đây các bạn ạ. Đây là bill. Vé 7 người là 63.000 luôn. Tương đương với lại gần 1 triệu 2 tiền Việt. Nào. Thế hôi chưa? Quả gì lúc lính cà cà kiều. Cà dê đây là cà kiều. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 con kiều. Đây người ta gọt hết lông đi rồi sao nhỉ? Đâu, người ta có chắc có cắt mà. Đây là cắt rồi trước à, nhìn trên tivi nó xù lên lắm mà nhỉ? Tôi sẽ phân ra từng khu này nhỉ. Sao Đâu, tự chắc nhiên? là người ta cho ăn theo kiểu là ăn hết cái cỏ bên này thì bắt đầu nó lại thả sang bên này để trồng cỏ. Bên này chắc là đang rắc phân bên này cả ấy. Cái đường đi dốc phết đi. Đây có cả nhạc các bạn ạ. Âm thanh Hộp nhạc. du dương cho cừu ấy. Kiểu nghe nhạc. Để cắt cỏ nữa đi. Không khác gì leo núi luôn đấy. Ủa sâu thế nhờ. Kiểu mãi trên kia đúng kiểu. Ui. Chỗ
này người ta là để cho nhử mồi cái lúc mà mình mua vé thôi. Người ta giữ mồi. Nhưng mà nói chung cũng thoáng cũng ấy nhỉ. Thôi, buổi sáng lên hít thở không khí trong lành. Mát. Mình đi ở đây đang 10 hôm nay trời cũng râm râm mát này. Giờ đang tầm 10 rưỡi nhỉ. Ôi, cái vị trí hiện tại của anh mình là đây. Anh mình sẽ phải leo đi vùng quanh này. Xà phết đấy. Hơi căng thẳng đấy nhờ. Đường vòng này 500 mét này. Nên chỗ này chỗ có cừu ấy. Thì chỗ này có một chỗ cừu nữa. Vừa chỗ ở dưới này là có mấy con này. Một cây. Cừu chỗ còn hai chỗ nữa. Ở đây này, này đi 500 mét này. Cái này chỗ này là 500 mét này. Cái kia 900 mét này. 500 này, 900 này, 800 này. Một cây, hai cây nữa. Hai cây. Hơn 2 cây nữa. Mình phải đi bộ hơn 2 cây. Sợ thật. Như bãi cỏ này. Các bạn có thấy gì không? Một cánh đồng cỏ mênh mông. Nhìn rộng cực kỳ luôn các bạn. Wow. Được cái hôm nay đi thích hợp, khá là mát mẻ. Gió. Thời tiết ủng hộ. Gió mát thế nhờ, thời tiết quá ủng hộ luôn đấy. Hoài ơi. Ủa đẹp thế nhờ. Cảm giác mình trên tầm cao. Đây là cái view triệu đô ấy. Hàn Quốc này cũng chính là nó 80% là đồi núi luôn xong rồi. Đấy. Thật ra thì Hàn Quốc này toàn núi với biển thôi. Nếu mà đi du lịch thì không bằng Việt Nam mình. Việt Nam mình thì đẹp lắm. Giờ trên kia cũng đầy cừu ấy. Nhưng chỗ dưới này nhiều. Wow, nhìn này. Wow. Đây là chuồng chó. Khu vực này là khu vực nhiều cừu nhất ở cái đồi cừu này. Cánh đồng cừu. Bây giờ anh em mình sẽ vào thử đi chăn cừu. Khu vực nhiều nhất luôn. Hello các bạn trẻ. Hello các bạn trẻ. Đếm cừu không? Ủa chỗ này phải tính là 100 con đấy nhỉ? Nhiều lắm ấy. Này phải mấy... Ừ phải mấy trăm con đấy. Mấy trăm con cừu. Nhưng mà cảm giác nó không được chặt. Cái này người ta phải ấy cạo đi ấy. Ê nó đáy rồi. Ê. Ê đừng chết treo nó. Ô con này sợ. Ai? Lông bên trên nó như kiểu có cái trấu à? Rồi nó gặm mất cái kính. Tí nó lại tha đi mất. Tí lại nhảy vào nó dẫm cho một phát, một dẫm. Đẹp thế nhỉ? Đeo kính cho cừu. Đứng rung ấy. Đang mùa nóng này rét gì? Nhờ công nhận hôi thật, chạm người nó hôi thật. Đang phê nhạc ấy. Cừu đang phê nhạc các bạn ạ. Đứng rung. Ở Việt Nam mình cũng có cái mô hình cẩn thận khoản 2 đấy nhá. Nha. Ăn cỏ phê cỏ cẩn thận khoản 2 đấy.
các bạn xem video hãy đánh giá xem đồi cừu ở Việt Nam so với đồi cừu ở ủa mấy con này nó đang đứng thở này. Đâu, nó mới chơi cỏ xong. Đang phê cỏ, đang hưởng nhạc ấy. Ơ nhờ. Hóa ra là cái bọn cừu là rất chi là biết hưởng này, nó cứ đứng cái chỗ cái máy nhạc này nó hơi nó hưởng nhạc này. Bắt đầu mình tưởng tổ chim. Mới đầu mình tưởng tổ chim chứ không phải đây là cái máy phát nhạc. Ôi nó ăn đang... cỏ, ăn cỏ xong nghe nhạc các bạn ạ. Đang chơi cỏ. Vừa chơi cỏ nghe nhạc phê. Đang hưởng nhạc ấy. Tâm sự gì với con cừu từ nãy giờ đấy? Em tâm sự đâu, em đang tận hưởng nhìn nó ngáo. Nhìn nó ngáo mình ngáo theo. Đấy, nhìn mắt díp 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 vào này. Ôi con ghẻ này. Nhìn mắt nó díp vào này. Ờ. Cừu nghe nhạc ấy. Ăn cỏ nghe nhạc, chơi cỏ nghe nhạc. Đang lên con này lên này. Cuộc sống sung sướng nhỉ. Đánh giá cho mình xem cái đồi cừu với cái view như thế này ok không? Mình thấy là khá là rộng đẹp, xanh bát ngát. Kiểu cỏ người ta cắt đẹp ấy. Ừ. View chill chill để hưởng thụ. Không phải đây nó hưởng nhạc đâu mà nó quen. Mấy con bên kia mới khôn kìa. Phải thằng đây là hơi mùi nhá. Trong này là toàn mùi cừu, toàn cừu. Hello. Chào cậu. Hồi lắm. Không cắn, nhưng mà hình như hơi hôi. Chỗ mặt vào để cho hai đứa hôi. Đây đây đây. Quậy. Bạn phải chĩa mặt vào. Giống nhau vết nhỉ. Hụt hụt hụt. Giống nhau luôn. Giống nhau vết. Hôn gái. Mày tập tát cho cái bây giờ. Nào, tập tát kìa. Bướng thế nhỉ. 1.000 một cái này nhé. Thôi bỏ ra tầm 19.000 mua một cái rổ ấy, cho con cừu ăn. 1.000 một rổ. 19.000. 19.000 các bạn ạ. Đây, đây sẽ là khu vực lấy cỏ. Này. Này, cái sao vậy ta? Đây, cái rổ cỏ này được vài cái. Đây, con này nó nhìn đấy này. Con này ui. Hàm ăn đấy nha. Ui, ui. Run rẩy thế? Không, chia tay này, người ta bỏ đá tay này. Người ta chia tay này. Ui, con này nó đói. Con này nó đói, nó hồ hởi lắm. Ui. Đúng là cừu này chắc là cho nhịn đói luôn. Ui, con này giống như kiểu là nhịn đói mấy năm rồi ấy. Mày để tay này nào. Chú để. chú để. À, để tay nào. Đây đâu. Để thế này này, ngửa tay này cho nó ăn này. Uầy, nó hồ kinh thật ấy, như kiểu để đói mấy năm rồi ấy. Hình như cả nơi kia người ta... Chú cho nhiều thế. Bình tĩnh thôi. Ít một gì dứ thôi chứ bốc cả bốc thế. Bạn gặp một cái cỏ thằng này bạn ấy. Bạn đùa tôi đấy à? Có răng không nhỉ? Có chứ. Nó răng ngay cỏ chứ. Hả? Bạn gặp một cái cỏ mồm thôi, xong bạn dí dí không? Dứ dứ. Tại vừa nãy sợ phải lúc ban đầu nó vào nó sổ nhìn sợ kinh. Kia là cái nó để nước hay là để nó muối? Cục muối niếm. Đây, em trải nghiệm không? Trải nghiệm luôn. Bốc nhiều lên. Cái
ta phải cho từ tốn như thế này chứ. Em ngậm cái cỏ vào mồm ấy. Em cho. Bác kia bác mồm. Có cái khán giả lực không hay cơm đâu. Nhưng mà hôi, hôi thật đấy. Kiểu hơi hôi. Chứ góc đằng kia là không được cho ăn nhỉ? Có mỗi chỗ này được cho ăn phải không? Đâu chắc người ta thay đổi đấy. Đồ cái chỗ kia đã ăn no rồi. Sợ thật con nào cũng no, căng bụng. Thịt kiều ấy như món nổi tiếng của bạn Trung Quốc ấy nhỉ? Ừ. Mông Cổ. Ừ, Mông Cổ. Mông Cổ là dê chứ. Đâu, kiều. Ồ, nó có cả rượu, rượu sữa dê. Sữa dê. Mông Cổ mình chỉ nhớ đến cái rượu sữa dê thôi các bạn ạ. Nghe chuyên sinh tồn đấy. Cho nó ăn mạnh lên, mày giữ nó ăn tí. Hết rồi. Ủa, cái này sắp hết rồi này. Đâu, từ. Nhanh thế nhỉ. Ây, quay. Nó cắn luôn này. Người ta hơi phơi khô khô ấy. Hôm nay anh em mình đã đi trải nghiệm cái đồi cừu ở đây. Nhìn nó đẹp. Khá đẹp các bạn. Cũng nên trải nghiệm một lần. Mọi người ai ở bên Hàn Quốc này hãy mọi người mà thấy hay thì hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé.